Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2. Tập 6. Chương 51. Phép tắc lừa đảo. Đường Đường thấy Thiết Tâm Nguyên bỗng nhiên chạy như như ma đuổi, ngay cả công cụ kiếm tiền cũng bỏ hết lại. Huých tay một cái nhưng vào chỗ trống, bĩu môi quay sang khó hiểu hỏi, sao nó phải chạy nhỉ, đang thắng thế cơ mà. Thiếu nữ thở dài nhìn biểu đệ, ở trong nhà đều vừa không biết sợ tồn tại mẹ con cô. Khiến biểu đệ nàng tuổi còn nhỏ vì kiếm tiền phải khổ cực thế này, nàng chỉ về phía cổng thái học nói khẽ, nếu không đi sẽ có phiền toái. Phiền toái gì chứ, Trương Gia Gia là một vị trưởng giả hiền từ, sẽ chẳng làm gì nó. Đường Đường nói xong định chạy tới chỗ lão giả râu trắng, nhưng bị thiếu nữ giữ lại, còn kéo lên xe, bảo Sa Phu đi nhanh về phía tây. Thấy Trương Phổ lão tiên sinh đi ra rồi, bốn người Âu Dương Tu nhìn nhau cười khổ tới bái kiến. Trương Phổ nhìn bọn họ vẻ mặt cũng không vui, nay quốc triều trong lo ngoài khốn, Lý Nguyên Hạo ép sát biên cương. Đám các ngươi vì sao vẫn bộ dạng chỗ ngồi khách luôn đầy, trong chén không thiếu rượu, chẳng phải lo phiền chi nhỉ? Vương Cùng Thần tiến lên một bước chắp tay, tiên sinh giao huấn phải lắm, bọn học sinh về quan giải ngay, không dám phụ kỳ vọng của bệ hạ. Trương Phổ cười nhạt, lão phu nay đã gần đất xa trời, lời nói ra như gió thoảng bên tai. Ta biết đám trẻ các ngươi không chịu nghe đâu, ta chỉ tiếc cho các ngươi đang tuổi hoa đỉnh thịnh lại không biết tận dụng. Đã nhận bổng lộc thiên tử, phải tận tâm vương sự mới được, đem tinh lực tiêu hao ở trò chơi, thật làm phu thất vọng. Âu Dương Tu đỏ mặt phân bua, tiên sinh chớ giận, bọn học sinh cũng nghĩ thông rồi, đây chỉ là trò bịp bợm thôi. Bịp bợm? Trương Phổ tựa cười tựa không, nói thế chẳng lẽ ngươi định đi cáo quan đấy à? Âu Dương Tu rối rít xua tay, không ạ, sao có thể làm thế chứ, đối thủ chẳng qua đứa bé miệng hôi sữa. Miệng còn hơi sữa? E không phải, ngươi nhìn ván cờ này, đâu phải biến hóa mà trẻ con nghĩ ra được. Loại, biến hóa này vô cùng, nhìn lướt qua thì vài nước cờ là giết địch, nhưng thực sự chơi rồi thì tình huống không phải như thế, đằng sau ván cờ có xoay vần, bỏ cờ, diệu sát, cạ bẫy trùng trùng không kể xiết. Thật đúng là nhất tướng nhị tướng lại tam tướng, sau lưng lộ ra đoạn hồn thương, thủ pháp chua cay tàn độc như thế e không phải một đứa bé có thể khống chế. Sau lưng ắt có một vị trí tuệ siêu quần thao túng, chỉ là lão phu nhất thời không nghĩ ra người này vì sao khiêu chiến thái học ta. Bốn người Vương Cùng Thần, Âu Dương Tu không hiểu vì sao lão tiên sinh lại nói lời ấy. Rõ ràng chỉ là một thằng bé dùng một thế cờ không thể phá giải để lừa tiền của người ta thôi, sao bỗng dưng lại thành âm mưu đối phó với thái học. Trương Phổ vỗ lá cờ dựng dưới gốc cây, một lá cờ rách khiến thái học thời gian dài không ngẩng đầu lên được, một thằng bé càng khiến thái học hổ thẹn, thôi, đều là tự chuốc lấy, lão phu nuốt trái đắng này. Nhưng nếu đối phương đã có bước thứ nhất, ắt có bước thứ hai, lão phu đợi là được. Thế nào cũng làm rõ ai đang hí lộng lão phu. Lão tiên sinh e rằng đợi tới khi xuống mồ cũng không thấy bước thứ hai rồi, bởi lẽ tiểu xảo nhi thấy Thiết Tâm Nguyên ném hai bộ cờ mình làm buổi trưa vào đống lửa. Thắc mắc, hôm qua ngươi còn nói muốn đem cách kiếm tiền này phát dương quang đại, sao lại gõ trống rút lui? Thiết Tâm Nguyên tùy ý đáp, phép tắc quan trọng nhất của kẻ lừa gạt là bắn một mũi tên đổi một chỗ, nếu không có khả năng bị bắt. Ngươi có lừa gạt đâu? Ngươi đánh giá ta cao rồi, cái đó đúng là lừa gạt đấy, thế cờ này gọi là tàn cục vì không thể giải được. Trước kia ta nghe một vị tiên sinh nói, lợi dụng sự vô tri của người khác kiếm tiền chính là lừa gạt. Tiểu xảo nhi cả giận, vị tiên sinh đó là tên ngốc, đám thái học sinh chẳng ngốc, ngươi đi hỏi bọn họ cũng không thừa nhận, nên ngươi lừa chút tiền nuôi mọi người có sao? Thiết, Tâm Nguyên bực bội, đừng nhắc tới nữa, người trong thái học là một đám nhân vật không chịu được thua cuộc. Ta mới bày cờ hai ngày đã có mấy lão già sắp chết xông ra tìm ta tính sổ, chuyện này không làm được nữa. Nếu không chúng ta bị đưa tới huyện nha khai phòng. Hừ, dám chơi dám chịu, sao còn đưa lên quan? Tiểu xảo nhi coi thường, Thiết Tâm Nguyên chỉ cái búa trong tay hắn, giờ tay ngươi có búa, ngươi sẽ làm gì cái bản có mộng lồi ra? Đập thôi, thế đối phó với đinh trên cửa thế nào? Đập tiếp, còn côn trùng trên mặt đất, đập bẹp là xong. Thấy chưa, chỉ cần ngươi có búa trong tay, khi đối diện với mọi vấn đề sẽ nghĩ ngay tới đập xuống, không nghĩ tới cách khác. Quan phủ chính là cái búa trong tay người ta, ta là cái gai, người ta không đập mới là lạ. Tiểu xảo nhi hiểu ra, chán nản ném búa đi, giờ phải làm sao, đám đệ muội cần phải ăn,
bạc kiếm được đều đổi thành công cụ mất rồi, mấy ngày nữa lấy gì để nuôi chúng. Nhập thu rồi, chẳng mấy chốc sang mùa đông, phải kiếm cho chúng áo mùa đông, đó là khoản tiền lớn, không bằng chúng ta đem công cụ đi cầm cố. Thiết Tâm Nguyên nhìn đám tiểu phúc nhi đang lúi húi quét dọn nhà, cho tới giờ bọn chúng vẫn chỉ dùng một gian tiền viện Triệu phủ, tuy có thể tránh được gió mưa, nhưng không chịu được cái lạnh mùa đông, nhà ở tạm thì được, chứ chẳng thể cải tạo, rồi sẽ có cách, mọi người đều làm việc, rồi sẽ có cách, cho ta vài ngày, ta sẽ nghĩ ra biện pháp. Đừng lấy tiền của mẹ ngươi, bà ấy trước kia hay cho bọn ta cái ăn, kiếm sống không dễ dàng, không thể vì bọn ta mà liên lụy mẹ con ngươi thành ăn mày. Tiểu Sảo Nhi dặn, biết rồi. Thiết Tâm Nguyên vẫy tay với phía sau đi nhanh về nhà. Vương Nhu Hoa về nhà nhìn thấy Nhi Tử ngồi trước bàn viết chữ liền lặng lẽ tới sau lưng, xem Nhi Tử viết cái gì. Vừa nhìn một cái, Vương Nhu Hoa nổi giận, đánh mông Thiết Tâm Nguyên mắng, mẹ bảo con kiếm tiền. À, này thì kiếm tiền. Thiết Tâm Nguyên đột nhiên ăn đòn, co chân chạy né tránh, nhưng nhà nhỏ quá, làm sao cũng không thoát được ma chưởng của mẫu thân. Vương Nhu Hoa cầm tờ giấy đầy hai chữ kiếm tiền tới trước mắt Nhi Tử, con nghe cho rõ, kiếm tiền là chuyện của mẹ, chuyện của con là phải học cho tốt. Thiết Tâm Nguyên nhăn nhó, lần này mẹ giận thật rồi, mông đau rát, vì tránh ăn đòn thêm, vội đọc to, nhà giàu chẳng phải mua ruộng tốt, trong sách tự có ngàn bồ thóc an cư chẳng phải xây nhà cao. Trong sách tự có nhà lầu vàng ra đường chẳng hận không tùy tùng, trong sách xe ngựa nhiều vô khối nam nhi muốn thỏa chí bình sinh bên cửa chuyên cần đọc ngũ kinh. Vương Nhu Hoa vứt tờ giấy đi, cười buồn, cũng không biết câu này của Hoàng để có phải lừa người ta không, ai cũng đi đọc sách, lấy ai làm ruộng làm đồ buôn bán. Thiết Tâm Nguyên vội nịnh, mẹ thật cao kiến, kinh thư cốt lõi của con là Nguyên Đạo của Hàn Xương Lê tiên sinh, trong đó cũng nói tới đạo lý này, lời của mẹ vừa vặn hợp với tiên triết, đúng là tuyệt vời. Vương Nhu Hoa còn không hiểu con mình, lường một cái, trẻ nhà khác tất nhiên là nên đi làm ruộng làm thợ kinh doanh. Con thì khác, bỏ tâm tư kiếm tiền cho mẹ, đặt vào việc học ấy, nếu không mẹ không dễ dãi thế đâu. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 52, Bạch Hồ hiến điểm lành. Đêm khuya rồi, Thiết Tâm Nguyên mệt lử nhưng không làm sao ngủ được, Vương Nhu Hoa phe phẩy quạt cho Nhi Tử. Không biết từ khi nào gió đêm nổi lên, thổi cửa sổ đập lạch cạch, Vương Nhu Hoa thất kinh. Vội vàng dậy đóng cửa sổ, hồ ly ở bên ngoài kêu luôn mồm, mở cửa cho nó vào, nó cứ đi vòng quanh Vương Nhu Hoa. Thiết Tâm Nguyên cũng ngồi dậy, vỗ vỗ đầu hồ ly mấy cái nó mới chịu yên tĩnh, tuy rúc trong ổ, nhưng đôi mắt ánh sắc lam cỏ vẻ sợ hãi. Thiết Tâm Nguyên nghiêng tai nghe ngóng, nhưng không thấy tiếng chó, sủa, không rõ là xảy ra chuyện gì, hai mẹ con ôm chăn ngồi trong tiểu viện, chờ đợi tại nạn không rõ tên giáng xuống. Thiên nhiên chẳng có biến hóa gì cả, trời không nổi sấm chớp, quả lê trên cây không đung đưa, tất nhiên không có chuyện loại địa long chuyển mình. Có điều mau chóng phát hiện, thứ làm hồ ly sợ hãi thực sự tới từ rồng. Trước kia Thiết Tâm Nguyên luôn cho rằng khí thế là thứ hư ảo, giờ xem như đã biệt, nó là thứ hữu hình, ít nhất hồ ly cảm thụ được. Tiếng khóc xa xăm trong hoang cung khiến người ta sởn gai ốc, từ trong lời nói nặng nề của thị vệ trên tường, khiến người ta biết được căn nguyên. Một đứa con chưa ra đời của hoàng đế mất rồi, là hoàng tử. Hoàng đế nổi giận đánh chết 11 cung nhân. Đến sáng đại môn hoàng cung không mở, văn võ bá quan đợi hồi lâu nhận được ý chỉ, hoàng đế từ chối tảo triều. Thế là toàn bộ Đông Kinh trở nên ngột ngạt, chó trong nhà kêu vài tiếng cũng ăn đòn, cả tòa thành xoay chuyển quanh hỉ nộ bi ai của một người. Uy đế vương, trước kia Thiết Tâm Nguyên cho rằng là trò cười, tới Đại Tống rồi tự mình cảm thụ mới nhận ra, quyền lực là thứ cực kỳ khủng bố. Một tên ăn mày nổi giận cùng lắm chỉ lấy đá ném cửa sổ nhà mình ghét, một người bình thường nổi giận cùng lắm chút giận lên lão bà. Hoàng đế nổi giận thì phong vân biến sắc, trong tửu lâu không nghe thấy văn sĩ ba hoa phét lác nữa, thanh lâu cũng chẳng thấy tiếng đàn sáo tình tang. Triệu Trinh nằm oạt trên ghế, áo phanh một nửa, ly rượu trong tay bốc hơi lạnh lượn lờ, trời nóng bức, nhưng trái tim hắn như rơi vào hầm băng. Ánh mắt Vương Tiệm không có vẻ nịnh bợ thường ngày, thêm vào phần hung bạo lạnh lùng. Như chim ưng liếc qua đám cung nữ nhảy điệu thải vi vũ dưới hành lang, hắn luôn sẵn sàng, nếu có kẻ làm hoàng đế nổi giận, hắn giết người đó. Len lén nhìn hoàng đế, chỉ thấy hai mắt hoàng đế đỏ như hòn than.
Thải Vi Vũ đã nhảy 3 lần, bất kể là nhạc sư hay là vũ nữ, đều không dám dừng lại, dù mồ hôi đã thấm ướt quần sa, cho dù hai chân mềm nhũn, cũng không ai dám lơi lỏng. Hoàng hậu đứng ở cửa cung nhìn hoàng đế, thở dài một tiếng rồi dẫn nội thị về, mang theo cả canh hạt sen ngân nhĩ vừa mới nấu xong. Với một vị hoàng đế vừa mất đi hy vọng, một bát canh hạt sen không đủ dập được lửa giận trong lòng. Đột nhiên có tiếng hồ ly kêu phá vỡ bầu không khí im lặng chết chóc, thu hút sự chú ý của hoàng đế. Nhìn qua song cửa sổ hoa, Triệu Trinh thấy một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết ngồi trên hòn giả sơn nhìn mình. Vương Tiệm lập tức đẩy cửa sổ để hoàng đế và hồ ly nhìn nhau. Ngươi tới an ủi chẫm sao? Triệu Trinh lờ đờ say hỏi, hồ ly ngậm một cuộn giấy cẩn thận tới bên cửa sổ, nhả cuộn giấy xuống bệ cửa sổ. Triệu Trinh khẽ mỉm cười, ngươi lại tìm được cái gì thế? Tâm tình chẫm tệ lắm, không phải chút đồ vật có thể tốt lên được. Hồ ly ngồi trên mặt đất ngửa đầu nhìn hoàng đế kêu mấy tiếng, Vương Tiệm liền lấy một đĩa thịt dê cho nó ăn, rồi cầm lấy cuộn giấy mở ra xem, nhưng khép lại ngay tức thì, mặt trắng bệch quỳ xuống, bệ hạ, Bạch Hồ hiến điểm lành. Triệu Trinh ngẩn ra, chưa kịp nói gì thì thấy Vương Tiệm tự chủ trương đuổi hết đám cung nữ đã mệt đến sắp ngã ra đất đi, đồng thời đuổi cả nhạc sư và những thị vệ hoạn quan khác hầu hạ hoàng đế. Bệ hạ, Bạch Hồ hiến điểm lành, đuổi hết người xung quanh đi rồi, Vương Tiệm chạy nhanh tới bên hoàng đế lần nữa kích động nói. Triệu Trinh nhíu mày nhìn hồ ly đang cúi đầu ăn thịt dê, đoạt lấy cuộn giấy, mở ra xem nghi hoặc hỏi, thần tí nào. Vương Tiệm nói nhỏ, không áp chế được niềm vui điên cuồng lộ ra ngoài ánh mắt, khởi tấu bệ hạ, nếu như vật này được nghiệm chứng thì Bạch Hồ đã lập công lớn cho Đại Tống. Triệu Trinh bình tĩnh mở toàn bộ cuộn giấy ra, trên giấy chi chít các loại bản vẽ, còn chú thích kích cỡ, cảm giác đầu tiên thứ này e rằng không, phải giả. Đặt bản vẽ xuống, Triệu Trinh đứng dậy đoạt lấy bát cơm của hồ ly, thế là nó cắn lấy ống tay áo hắn giờ trò chó chết rất thông thạo, bất kể thế nào cũng không giống một con linh thú. Trả lại cái bát hồ ly mới chịu nhà ống tay áo ra tiếp tục đánh chén, Triệu Trinh hừ một tiếng, có phải tên cẩu nô tài ngươi thấy trẫm thương tâm nên an bài màn này để trẫm vui không? Nếu đúng là thế trẫm không trách ngươi, lát nữa để đại tượng tương tác giám xác nhận xong, trẫm sẽ ban thưởng. Vương Tiệm thiếu chút nữa đem hồ ly làm tổ tiên thờ cúng, liên tục lấy các loại món ăn trên bàn cho nó ăn, nghe hoàng đế hỏi, hắn rất muốn chiếm công lao này làm của mình. Nhưng hoàng đế hận nhất là người khác lừa mình, quay lại nói, bệ hạ, nô tài thề với trời, chuyện này nô tài không biết, đúng là do hồ ly làm ra. Triệu Trinh nhận ra Vương Tiệm không gạt mình, nếu không phải hắn, chẳng lẽ là do tôn nữ của vương đán hay sao? Đã quá hiểu hoàng đế, Vương Tiệm vội nói, bệ hạ, cũng không phải mẹ con Thiết Vương Thị, nô tài cha rồi. Thiết Vương Thị sau khi được Hạ Tủng đoán mệnh, nhiều năm không gả đi, về sau không chịu được lời ra tiếng vào rời nhà nhảy xuống sông tự tử. Không ngờ được Thiết A Thất của Thiết Gia Trang cứu lên, hai người kết thành phu thê. Từ ấy trở đi Thiết Vương Thị chưa từng qua lại vương gia, dù 6 năm trước gặp phải thiên tai cũng không bước vào vương phủ nửa bước, giờ chỉ hoàn toàn là phụ nhân bình thường thôi. Triệu Trinh xoa đầu hồ ly cười, trẫm không bao giờ tin thuật quỷ thần, chẳng lẽ đây là ngoại lệ? Không thể nào. Vương Tiệm, tra nguồn gốc cuộn giấy. Hồ ly xưa nay có sở thích sưu tập đồ đạc, bất kể nó nhặt ở đâu, trẫm cho rằng phạm vi không thể quá lớn. Vương Tiệm vâng lời, len lén nhìn hoàng đế, đôi mắt đỏ tới khiếp ngươi kia dịu đi phần nào, lại nói, bệ hạ, hôm nay gió nhẹ dễ chịu, hay là ra ngoài đi dạo một chút. Triệu Trinh thở dài, đôi khi trẫm cũng muốn xem. Hoàng thiên hậu thổ rốt cuộc là như thế nào? Vương Tiệm quỳ xuống, bệ hạ ngàn vạn lần đừng nói thế. Năm xưa ân trụ vương chính vì một lời bất kính với hậu thổ nương nương cho nên mới khiến thiên hạ sụp đổ. Triệu Trinh bực mình phẩy tay, trẫm biết rồi, ngươi tuân theo tổ chế khuyên gián, trẫm không làm gì được ngươi, mau đứng lên, chúng ta ra ngoài tản bộ. Nghe nói hoàng đế rời tẩm cung, toàn bộ hoàng cung thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng kháo nhau rằng vì con hồ ly kia mà tâm tình hoàng đế tốt lên, thế là hồ ly bất kể đi tới đâu cũng rất được hoan nghênh. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 53, Trấn Vũ Tướng Quân. Thiết Tâm Nguyên đợi 3 ngày mới thấy tin hoàng gia ban thưởng cho hồ ly. Một đống tài vật do Vương Tiệm mang tới tiểu viện tử làm Vương Nhu Hoa luống cuống chân tay.
Thiết Tâm Nguyên càng làm ra vẻ ngốc nghếch cười toe toét nhìn đống đồ xanh đỏ. Vương Tiệm không thăm dò được bất kỳ tin tức có giá trị gì từ mẹ con Vương Nhu Hoa, bỏ lại đống đồ ban thưởng rồi rời đi. Hai mẹ con này chẳng qua may mắn nuôi dưỡng một con linh hồ, với địa vị của họ còn chưa xứng khiến hắn đích thân đi một tiếng. Mấy ngày qua Vương Tiệm không ăn không ngủ chấp hành ý chỉ của Hoàng đế, tìm kiếm động bảo tàng của Hồ Ly, cuối cùng không ngờ tìm được một địa đạo cực kỳ bí mật trong cung. Khi hắn phát hiện ra địa đạo này mồ hôi như tắm, nếu không phải động này vì lâu năm, lối vào hoàn toàn sụp đổ, hắn khó thoát được tội. Động bảo tàng của Hồ Ly trong địa đạo, ngoại trừ một ít bình bình hũ hũ thì là vô số những thứ lặt vặt lấp lánh không đáng tiền, đa phần là trang sức cung nữ hoạn quan bị mất. Vương Tiệm không đụng tới bảo tàng của Hồ Ly, lén lút xem xong, lén lút bẩm báo Hoàng đế những điều mình thấy. Bên trong Đại Khánh Điện lúc này chỉ có hai người, không khí im ắng tới mức nghe thấy tiếng kim rơi. Triệu Trinh sau khi nghe xong Vương Tiệm trình bày, sắc mặt vô cùng khó coi, tay mân mê bạch ngọc chặn giấy trên bàn nổi gân xanh chẳng chịu. Mất một lúc sau mới lạnh lùng hỏi, nói như vậy bản vẽ thần tí nỏ vốn xuất phát từ Hoàng cung. Đây là kết luận nghiêm trọng, Vương Tiệm hết sức cẩn thận lựa chọn câu từ, bẩm bệ hạ, nô tài kiểm tra thứ giấy kia, đó là loại giấy chỉ cam lương đạo mới có, khác với giấy dùng trong cung. Động bảo tàng của linh hồ tuy khô ráo, nhưng muốn giữ giấy này thì căn bản không thể. Vì thế nô tài phán đoán là linh hồ mới tìm thấy cuộn giấy này gần đây, nếu không nó đã bị sâu mọt phá hỏng rồi. Triệu Trinh vỗ bàn rầm một cái, rời chỗ ngồi đi đi lại lại, giỏi lắm, được lắm, thần tí nỏ là trọng khí quốc gia. Rõ ràng ở trong cung mà chúng ta lại cầu mà chẳng được, nếu như không có hồ ly, chúng ta đã vô duyên với trọng khí này. Hừ, nhân tâm hiểm ác, trẫm nuôi dưỡng hậu cung bao năm, lòng trung thành của chúng lại không bằng một con hồ ly. Hồ ly thấy trẫm thương tâm biết mang bảo vật tới làm trẫm vui, những kẻ kia lại đào sâu cất kỹ, thà nhìn quân đội hao binh tổn tướng chứ không hiến lên, bọn chúng có ý gì? Vương Tiệm cẩn thận nói vuốt đuôi, bệ hạ cuối cùng vẫn có thần tí nỏ trong tay, đây chính là nhờ bệ hạ hồng phúc tề thiên. Triệu Trinh không ngừng gật đầu, cười nhạt, thưởng, thưởng thật lớn cho trẫm. Hãy để cả thiên hạ biết hồ ly hiến điềm lành, để những kẻ mưu đồ bất chính kia biết chúng không thể chống ý trời. Thế là Vương Nhu Hoa ngây ngốc nhìn đống vàng bạc châu báu lấp lánh chất đống trong căn nhà nhỏ của hai mẹ con, Thiết Tâm Nguyên cầm một đĩnh hoàng kim lấp lánh mà buồn bực muốn chửi toáng lên. Thưởng hoàng kim là được, sao còn đóng dấu hồ ly lên đó? Con dấu này sẽ có đăng ký ở quan phủ, nói cách khác thiết gia muốn tiêu phải dẫn hồ ly tới quan phủ trình bày, phải được hồ ly đồng ý mới có thể đổi thành bạc hoặc tiền đồng. Còn về phần châu báu, tha hồ mà đeo lên người hồ ly, nhà mình dùng là vượt quy củ. Không chỉ có tiền bạc, giờ hồ ly cũng trở thành người có thân phận cao nhất thiết gia rồi. Cái danh Trấn Vũ tướng quân làm thiết gia nhanh chóng thành nhà thượng đẳng Đông Kinh, tuy chỉ là huân hàm, nhưng địa vị của hồ ly giờ ngang với cha Dương Hoài Ngọc. Ấy chưa đủ đâu, nếu chiếu theo ý nghĩ của hoàng đế thì thiết gia phải kiếm phó dịch về hầu hạ hồ ly mới đúng. May mà Bao Trừng ở trên triều hết lời khuyên can, cho rằng một khi hoàng đế trọng thú khinh người, khó tránh khỏi người sau học theo. Vương Tiệm vừa mới rời thiết gia là Thiết Tâm Nguyên tóm ngay lấy hồ ly, lột hết trang sức trên người xuống, một con hồ ly đội mũ ngọc, mặc áo chân châu thì còn ra cái gì nữa. Hoàng đế thưởng cho một cái đùi trâu, Thiết Tâm Nguyên cũng không để lại cho hồ ly. Vương Nhu Hoa chuyên môn đem thịt trâu nấu, nhẩm tính thế nào cũng bán được giá cao. Tiểu Sảo Nhi không giận chút nào, ăn thịt trâu gật đầu liên hồi, hắn rất hài lòng chuyện Thiết Tâm Nguyên đổi bản vẽ thần tí nỏ thành thịt trâu. Vì thứ đó cha mẹ mình bỏ mạng trên đường tới Đông Kinh, vì thứ đó mình thiếu chút nữa bị Ngưu Nhị đánh gãy chân. Nay thứ hại người đó đổi thành thịt trâu rồi, sao không ăn cho đã? Nếu mua được cả hoang viên thì tốt quá. Ăn no rồi Tiểu Sảo Nhi vừa xoa bụng vừa xỉa răng vừa nói với Thiết Tâm Nguyên đã no tới không nhúc nhích được. Mới được một bữa thịt trâu mà hắn đã thấy giờ mình có tiền lắm rồi, nằm mơ, số tiền đó chẳng mua nổi vườn hoa ở nơi này, huống hồ quan phủ sẽ không bán hoang viên đâu. Nghe nói hồ ly nhà ngươi từ hôm qua trở thành quan lớn lắm. Nói tới chuyện này Thiết Tâm Nguyên vẫn nghiến răng, tóm lại ngươi chỉ cần biết hồ ly sau này có thể đi lại nghênh ngang ở Đông Kinh này là được, còn không có phần của chúng ta. Thủy Châu Nhi bế hồ ly đang gặm xương, không ngừng cọ đầu vào lông nó, chẳng chê mùi hôi trên người, chúng nó đều biết thịt hôm nay nhờ hồ ly mà có. Thiết Tâm Nguyên nhìn đám trẻ con ăn no nằm la liệt khắp phòng, giờ chúng ta đủ tiền mua viện tử rồi,
ít nhất là viện tử ba gian không thành vấn đề. Tiểu Sảo Nhi nói luôn, không thể ở nội thành. Thiết Tâm Nguyên gật đầu, ta cũng nghĩ thế, mỗi chuyện ngươi làm đều chết người, nếu ở lại nội thành bị tra ra ngay. Tiểu Sảo Nhi cười hăng hắc, thói đời này không cho người tốt sống, ta muốn làm kẻ ác, ngươi thấy sao? Thiết Tâm Nguyên không tiếp lời hắn mà hỏi ngược lại, này, ngươi không định đi học à? Ta không thích hợp, có kiểu mấy đứa trong số chúng ta có thể theo ngươi tới học đường, không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần biết chữ là đủ. Thiết Tâm Nguyên đứng dậy vỗ vai hắn, thôi đi đây, mẹ ta cũng sắp về rồi. Đi đi, ta tin mẹ ngươi nghe thấy ngươi định đi học nghề rèn nhất định sẽ vô cùng ngạc nhiên. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 54, Nam nhân có mị lực. Thiết Tâm Nguyên cười gọi hồ ly lười biếng đứng dậy, vừa rồi Thủy Châu Nhi và mấy đứa bé gãi người cho nó, cực kỳ thoải mái. Dẫm lên ánh tịch dương héo vàng trở về nhà, gió thu mát mẻ khiến lòng người nhẹ nhõm theo. Đường phố Đông Kinh có thêm một đứa bé hai tay vòng sau đầu, mồm huýt sáo, dẫn con hồ ly trắng muốt nghênh ngang đi trên phố. Có lẽ vì tâm tình rất tốt, Thiết Tâm Nguyên không để ý sau lưng có hai tráng hán theo sát. Hồ ly nay đã mất đi cảnh giác của dã thú, nó không cho rằng thứ quái vật đi bằng hai chân trong thành có thể làm gì mình. Hai tráng hán nhìn Thiết Tâm Nguyên vào nhà mới rời đi, không ngờ thằng bé từ ổ ăn mày ra lại sống dưới hoàng thành. Đây là điều ngoài dự liệu của Đường Kim Thủy. Hiện giờ văn thư hải bộ do Khai Phong huyện truyền ra vẫn dán ở cổng thành, chuyện đã trôi qua 2 tháng. Quan phủ vẫn không từ bỏ truy bắt mình, phần thưởng cũng từ 5 quan tiền tăng lên thành 10 quan. Đây là khoản tiền rất lớn, đối với đám lưu manh ăn bữa nay lo bữa mai càng là khoản tiền cực lớn, đám đồ tể của đồ phù bang nín nhịn bao lâu cũng muốn bắt mình lĩnh thưởng. Đại ca, rốt cuộc huynh đang tìm cái gì? Cứ tìm không manh mối như thế đến bao giờ, hôm nay lên phố, hình như đã có người chú ý tới chúng ta. Đường Kim Thủy thống khổ lấy tay đấm đầu, một bản vẽ, ta cũng không biết là bản vẽ gì, ta chỉ biết nếu như không tìm thấy, chúng ta cùng cả nhà lớn nhỏ sẽ chết hết. Tên lưu manh gãi đầu, ai giết chúng ta? Đường Kim Thủy run sợ nhìn ra ngoài cửa sổ, hạ giọng xuống, huynh đệ, tin ca ca đi, ta cũng không muốn ở lại Đông Kinh. Ở Thương Châu có biểu huynh của ta, chúng ta có cơ hội Đông Sơn tái khởi, chỉ cần qua được vụ này là sống, nếu không, mọi người muốn sống cũng khó. Bản vẽ ở đâu? Chúng ta trực tiếp đi cướp, cướp xong rời Đông Kinh, đại ca, chúng ta không ở đây lâu được, bất kể quan phủ hay đám khốn kiếp đồ phu bang, sớm muộn gì cũng tìm được chúng ta. Đám lưu manh lựa chọn tin tưởng Đường Kim Thủy, kiếm ăn ở đây lâu năm, ít nhiều biết một số kỵ húy. Hẳn là trong tay đám nhóc ăn mày, nghe nói chỉ phải đối phó với một đám trẻ con, cả bọn thả lỏng, một tên nói, đại ca, nếu đã biết bản vẽ ở đâu thì đêm nay chúng ta ra tay luôn. Vài đứa nhóc ăn mày thôi giết là được, xong rồi chúng ta xa chạy cao bay. Đường Kim Thủy bất thình lình cầm đao chém vào cột, chỉ nghe rắc một tiếng, nửa bên cột bị đao tước mất, một đống tiền đồng từ trong cột rỗng ruột đổ ra rào rào. Hắn chỉ đồng tiền nói với đám lưu manh mắt ánh lên vẻ tham lam, huynh đệ nói đúng lắm, làm xong chuyện này chúng ta cần xa chạy cao bay, số tiền này là tiền đi đường của chúng ta. Ca ca ta đem toàn bộ tích góp riêng ra rồi. Đám lưu manh nhìn nhau gật đầu, có điều lần này chúng ta phải làm cho gọn, không cho đứa ăn mày nào thoát hết, còn cả đứa lúc nào cũng mang theo con hồ ly nữa, chỉ có như thế mới bàn giao công việc rõ ràng. Nhưng tiểu tử đó sống ở dưới chân hoàng thành, chỉ cần tới gần hoàng thành sẽ bị thị vệ giết, vậy thì đợi. Đường Kim Thủy nói rất dứt khoát, mắt nhìn đám lưu manh lần lượt rời đi, Đường Kim Thủy ngồi phệt xuống ghế thở dốc từng cơn, giống như cá bị ném lên bờ. Hắn cực kỳ hận quyết định của mình 2 tháng trước, nếu như biết Ngưu Nhị dính dáng tới phiền toái lớn này, dù bỏ toan nghề bang cũng không muốn lún vào. Nghĩ tới cảnh Ngưu Nhị bị trường thương đâm xuyên ngực thôi hắn đã thấy ngực mình nhâm nhẩm đau. Đường Kim Thủy rời phòng, đẩy cửa ngầm trên tường đi vào, xuyên qua con đường dài, tới tiểu viện tử khác. Một đại hán hùng tráng như núi ngồi đường bệ trong phòng, sàn nhà đá xanh cắm một cây thiết thương lớn to bằng cổ tay trẻ con. Thứ gia gia cần tìm được rồi chứ? Đại hán thân hình cao to hùng vĩ, đôi vai dày và rộng như vai gấu, eo lưng lại nhỏ, khiến người ta nhìn một cái là nhớ. Đường Kim Thủy cố gắng không nhìn tiểu thiếp của mình bị người ta lột trần truồng như dê trắng,
càng không muốn nhìn bàn tay thô ráp kia vuốt ve nắn bóp trên cơ thể lõa lồ nàng. Tai thì không thể bịt lại nên phải chịu đựng những tiếng rên ư ử như mèo kêu của nàng, chắp tay nói, chuyện ra ra sai bảo. Tiểu nhân tất nhiên dốc toàn lực, nay đã tìm thấy đám ăn mày kia, chỉ cần đợi bọn chúng tụ tập đầy đủ là sẽ ra tay, bắt hết mang tới cho ra ra. Sắc mặt nữ nhân đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi anh đào mím chặt, lòng ê chê nhục nhã, nước mắt giàn giụa khắp mặt. Sau mỗi lần bàn tay cực kỳ thuận thục kia đụng tới chỗ nhạy cảm, nàng không kìm được tiếng rên rỉ khó chịu. Đại hán nghe Đường Kim Thủy nói xong ném nữ nhân trần truồng kia lên giường gấm, đứng dậy, muộn rồi, bản vẽ đã, vào tay hoàng đế triệu tống. Đường Kim Thủy kinh hãi, không thể nhanh như vậy được, bọn tiểu nhân không phát hiện đám ăn mày đó và quan phủ có qua lại gì. Bạch Hồ Hiến điềm lành đã truyền khắp Đông Kinh, bản vẽ ra ra muốn đã bị tiết lộ rồi. Chuyện này không liên quan tới tiểu nhân, là ngài tìm tiểu nhân quá muộn. Ha ha ha, là do ngươi chạy quá nhanh, ra ra tốn 2 tháng trời mới tìm được ngươi, nếu không chuyện đâu tới nước này. Đại hán vừa nói vừa tiến tới, Đường Kim Thủy liên tục lùi lại, tới khi lưng chạm vào tường, không còn chỗ mà lui nữa mới nhớ ra mình còn một thanh đao, gầm lớn vung đao đâm tới. Đại hán cười dài, đơn thủ chộp lấy sống đao, bẻ sang một cái, đao rời tay Đường Kim Thủy, thuận tay ném đi, một tên lưu manh cũng dám động đao với ra ra sao. Đường Kim Thủy co chân chạy ngay, đại hán đủng đỉnh theo sau, vẫy tay, một sợi xích mảnh kéo thanh trường thương trong phòng ra. Nhìn thấy Đường Kim Thủy đã chạy vào hành lang, đại hán nắm xích sắt rung một cái, trường thương như rắn độc bay vào hành lang, máu tươi nhuộm đỏ hành lang. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 55, Tuyệt sử phùng sinh. 1. Thành Đông Kinh luôn là nơi ra các loại cảm quan thẩm mỹ. Hôm nay có một số phụ nhân thích đi hài mũi nhọn sặc sỡ, tới ngày mai bọn họ lại thấy giày thêu phù dung màu đỏ là đẹp nhất. Bọn họ vì khoe hài của mình, cố ý bước nhanh trên đường, thẹn thùng lộ hài của mình ra dưới váy, giống nữ nhân phóng đãng trên mã hành nhai. Tất nhiên, cái nhìn của bọn họ về nam nhân cũng như thế, khi Mỹ nam tử như Phan An đi qua đường, sẽ có phụ nhân ném quả vào người, giống như con khỉ bị chọc giận. Nữ tử Đại Tống tương đối có khẩu vị, bọn họ càng thích nam tử có tài hoa, ví như tài tử Liễu Vĩnh mà hoàng đế không thích chút nào. Thiết Tâm Nguyên gặp Liễu Vĩnh rồi, một lão hán râu sơn, dương gầy khô mà thôi, y tin, quanh năm suốt tháng lưu luyến thanh lâu tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe của ông ta. Tài tử thực sự quá ít, rất nhiều lần tài tử tới thanh lâu cũng chẳng ngâm ra được câu trăng tàn bến liễu gió chào sớm sang, ra đi năm ấy lỡ làng. Sớm nay cảnh đẹp chẳng màng thiết tha, thế là đủ các loại nhân vật kỳ hình quái dạng xuất hiện ở thanh lâu, hy vọng kiếm được nụ cười mỹ nhân. Hôm nay một vị khách khác biệt tới hồi xuân các, thân hình cực kỳ hùng vĩ, cánh tay rắn chắc như cổ thụ, phối hợp với lồng ngực lớn, ngồi đâu cũng như ngọn thiết tháp. Ở Đại Tống rất hiếm khi nhìn thấy hảo hán như thế. Vô số nữ tử không kìm được lén lén nhìn hắn, khi đi qua bên cạnh bất giác dùng khăn tay khẽ phất một cái. Hán tử ngồi ở đại sảnh uống rượu đã một thời gian rồi, là một hào khách, bất luận kỹ nữ nào tới uống với hắn một chén rượu đều được một túi tiền ném tới. Kỹ nữ đỡ túi tuy vất vả, còn khiến người khác cười lớn, nhưng vẫn không ngừng có người tới bên hắn. Hoa tỷ nhi không biết hôm nay mình gặp vận khí gì mà lại được vị hào khách này giữ lại tiếp rượu, Mỹ Châu xinh đẹp nhất cũng chẳng qua chỉ uống một chén thôi. Liên tiếp uống 3 bát rượu, hoa tỷ nhi đầu choáng mắt hoa, muốn đem 3 túi tiền mình được thưởng về phòng, hai chân nhũn ra thử mấy lần không đi được. Hán tử cười ha hả, bế ngang hông hoa tỷ nhi, chân trái đá 3 cái, 3 túi tiền lớn rơi lên vai hắn. Nhìn thấy hoa tỷ nhi bị hán tử bế lên cầu thang, bên trong hồi xuân các tức thì vang lên những tiếng hú hét như sói của đám hào khách. Bào tử phe phẩy khăn tay đi trước dẫn đường, vừa khen ngợi sự hùng tráng của hắn, vừa nói quy củ trong lâu của mình. Một túi tiền đập ngay vào ngực mụ, mụ ta ôm chặt lấy còn không ngừng oán trách hán tử làm bị thương vốn liếng kiếm tiền của mình. Khi tiếng thét của hoa tỷ nhi từ trong phòng truyền ra, người trong thành lâu đều dương tai lên. Nghe, mặt đầy vẻ dâm uế, tiếng thét nhỏ dần rồi tắt hẳn, không ai phát hiện quá trình này rất dài. Tiếng trống gõ canh ba, hán tử từ phòng hoa tỷ nhi đi ra, bước chân vẫn long tinh hổ mãnh vững vàng, lão bảo tử ngáp dài tiễn khách bất giác giơ ngón cái lên. Hoa tỷ nhi mệt lắm rồi, trước buổi trưa đừng gọi nàng dậy,
Gia Gia bao nàng, ngài đúng là người biết thương hoa tiếc ngọc. Hán tử mặc kệ bầu ngực lão bảo tử cứ cọ vào cánh tay mình, mở cửa đi thẳng. Gió mát hiu hiu, bóng đêm mờ ảo, sương khói như dải lụa mỏng quấn quanh một ngôi nhà nhỏ dựng kề bên tường thành loang lổ rêu xanh. Bốn xung quanh chỉ có ánh trăng mờ ảo cùng ô cửa sổ tỏa ánh sáng le lói hướng về phía con đường rộng trải dài. Đã sắp canh ba rồi, không gian yên ắng, loáng thoáng đâu đây tiếng chó cắn ma. Thiết Tâm Nguyên hôm nay ở trong tâm trạng kích thích, không sao ngủ được, cầm cuốn sách ngồi trước đèn xong chẳng đọc vào một chữ. Mẹ đã giục đi ngủ ba lần, y vẫn ngây ra nhìn ngọn đèn dầu trước mắt, hồn vía đầu đâu. Bấc đèn bùng lên một ánh lửa mạnh sau đó dần dần tối đi, nhất định có chỗ nào đó không ổn. Thiết Tâm Nguyên tự lẩm bẩm, vẫn không phát hiện ra mình quên cái gì, tai nghe thấy ngoài tiếng mõ kêu bốn lần, ngáp dài rồi quyết định đi ngủ. Hán tử tuy thân hình cao lớn nhưng bước chân nhẹ nhàng, như âm hồn đi trên đường, canh phu chỉ nhìn thấy cái bóng mờ ảo, lúc nhìn kỹ hơn thì không thấy gì nữa. Lắc đầu, tiếp tục gõ mõ đi về phía bên kia đường Hoàng Thanh. Thời tiết khô hanh, cẩn thận củi lửa. Hán tử từ trong bóng tối đi ra, lạnh lùng nhìn ánh đèn thiết ra tắt đi bên kia đường, đi về phía trước vài bước. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ, lại nhìn thị vệ không ngừng qua lại trên Hoàng Thành, rút người về bóng tối. Cả đêm không ngủ yên, Thiết Tâm Nguyên tới chỗ Quách tiên sinh học một buổi chẳng có gì thú vị để nói rồi rời học đường. Hôm nay Thủy Châu Nhi không đợi mình ở cửa học đường, điều này làm Thiết Tâm Nguyên có chút lo lắng, vì thế dẫn Hồ Ly đi tới phế viên. Lúc này đã giữa trưa, lão bảo tử Hồ Xuân các chửi mắng Hoa tỷ nhi lười biếng, hôm qua chỉ tiếp một khách mà thôi, không ngờ ngủ tới giờ còn chưa dậy. Đá cửa phòng Hoa tỷ nhi ra, mụ lập tức thét chói lói. Bộ đầu Triệu Phượng nhíu mày nhìn cái xác treo trên xà nhà, hồi lâu không nói gì, làm bộ khoái nhiều năm, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một nữ nhân bị người ta hành hạ tới mức này. Trên thân thể trần truồng chi chít những vết đao nhỏ, tứ chi buông thõng vặn vẹo không tự nhiên, rõ ràng bị người ta bẻ, da thịt bị lột khi còn sống. Đây là thủ pháp tra tấn tiêu chuẩn, Triệu Phượng không hiểu một kỹ nữ bình thường thì có bí mật gì khiến người ta coi trọng như thế. Sai người hạ cái xác xuống, dùng vải bố bọc lại mang tới liễm phòng huyện nha, Ngũ Tắc sẽ tiến hành kiểm nghiệm thêm. Còn truy bắt đại hán cao lớn kia, Triệu Phượng thấy nên gọi thêm vài người cùng đi thì thích hợp hơn. Vụ án thế này không giấu giếm được, phải báo lên để hình ti, Triệu Phượng có thể tưởng tượng ra huyện lão gia sẽ nổi giận cỡ nào. Mặc dù phẩm chất của vị huyện lão gia này có thể sánh với tri phủ Châu bên ngoài, nhưng ở kinh thành huân quý đầy đường, hoàng thân như lông châu, làm tri huyện khổ sở vô cùng. Trước đó có lưu manh chém giết nhau giữa phố bị tuần thành ngự sử phát hiện, sau lại có vụ giết người dã man như vậy xảy ra ở chốn nội thành, Triệu Phượng toát mồ hôi thay thượng ti của mình. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 56, Tuyệt Sử Phùng Sinh 2. Thiết Tâm Nguyên cũng toát mồ hôi, nắng gắt cuối thu thật đáng sợ, thêm vào đọc sách cả một buổi sáng khô cả cổ, lúc này y chỉ muốn đi nhanh tới phế viên, uống nước mát no bụng. Hồ Ly đi đầu, chạy phăm phăm trong bụi cỏ hoang, đi khi nó chơi chán chạy ra thì lông dính đầy ké đầu ngựa. Thiết Tâm Nguyên thở dài ngồi xuống nhổ giúp nó. Thường ngày đây là việc của đám Thủy Châu Nhi, việc này rất tốn thời gian, mất nửa tuần hương mới khôi phục lại nguyên dạng. Hồ Ly sạch sẽ rồi, Thiết Tâm Nguyên dẫn nó về nhà. Một đại hán hùng vĩ đứng sau lưng Thiết Tâm Nguyên cười nói, tới rồi vì sao lại muốn đi? Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp bằng hữu? Thiết Tâm Nguyên sợ hãi ngồi bệt xuống đất, còn chưa nói gì nước mắt đã như trực trào ra. Cấm khóc, nếu không đừng trách gia gia độc ác. Đại hán đi tới xách cổ áo Thiết Tâm Nguyên như xách gà con, sải bước đi vào trong, còn về phần hồ ly thì đã chui tọt vào bụi cỏ, hắn chẳng bận tâm tới một con súc sinh. Tiểu xảo nhi bị trói nhìn thấy Thiết Tâm Nguyên cũng bị người ta bắt, khuôn mặt tái nhợt trở thành tuyệt vọng. Thần tí nỏ của đại hạ bị các ngươi tặng cho hôn quân Triệu Tống, vậy thì các ngươi phải bị trừng phạt, giờ ta hỏi một câu, các ngươi có giữ lại bản sao không? Tiểu xảo nhi định trả lời thì Thiết Tâm Nguyên giành trước một bước, sụt sịt nói, cái bản vẽ vứt đi đó toàn sơ hở, nếu ngươi muốn ta vẽ cho ngươi một bức. Đại hán bất ngờ lắm, thật không? Thiết Tâm Nguyên chỉ túi sách của mình, trong đó có bút mực, giờ ta vẽ cho ngươi, còn một số quy củ và kích cỡ cần hắn giúp. Đại hán đá túi sách trả Thiết Tâm Nguyên,
cởi trói cho Tiểu Sảo Nhi, thấp giọng nói, nếu có thể vẽ lại được, Gia Gia sẽ không lấy mạng các người. Thiết Tâm Nguyên mếu miệng, ta nhất định sẽ vẽ ra, đừng giết bọn ta. Đại Hán cười nhạt, Gia Gia chỉ cần bản vẽ, không cần mạng người, nếu vẽ linh tinh, Gia Gia bẻ gãy cổ. Nói rồi rắc một tiếng bẻ gãy đôi cái gậy to bằng cổ tay. Thiết Tâm Nguyên dùng mình, tức thì lấy bút mực ra, xách ấm trà bên cạnh đổ ít nước vào nghiêm mực, thấy còn nhiều nước, lau miệng ấm, ngửa cổ tu một hơi, uống xong rất lễ phép trả lại ấm cho Đại Hán. Đại Hán đặt ấm trà lên bàn, ngồi đó đợi Thiết Tâm Nguyên vẽ. Tiểu Sảo Nhi chỉ đám đệ muội bị trói thành sâu dài, khẽ lắc đầu bảo hết cách rồi. Thiết Tâm Nguyên cố gắng chấn định nói nhỏ, đợi xem đã. Trải giấy ra, Thiết Tâm Nguyên dựa theo trí nhớ khôi phục bản vẽ thần tí nỏ, chỗ nào không chắc chắn thảo luận với Tiểu Sảo Nhi, cả hai đều vô cùng chuyên chú. Khi vẽ tới phần lẫy nỏ, Thiết Tâm Nguyên dừng bút lại nói, trong bản vẽ gốc thiếu một thứ. Đại Hán hừ một tiếng, thiếu cái gì, ngươi quên đừng có lấy thứ khác vẽ bừa thay thế, Gia Gia giết ngươi. Tổ tiên ta làm thợ rèn, Gia Gia ta là thợ rèn, cha ta cũng là thợ rèn, từ nhỏ ta đã chơi với các loại bản vẽ. Nhưng bản vẽ thần tí nỏ thì là lần đầu tiên ta thấy, cho nên ta dụng tâm ghi nhớ. Thiết Tâm Nguyên lắc đầu, nói một tràng dài, Đại Hán mất kiên nhẫn vung tay cắt ngang lời y, nói trọng yếu đi. Thiết Tâm Nguyên len lén nhìn mặt Đại Hán nuốt nước bọt, thần tí nỏ khi lên dây tốn rất nhiều sức, nếu như thêm vào bánh răng ít nhất giảm bớt 6 thành lực đạo, sử dụng sẽ thuận tiện. Á, Đại Hán nhấc y lên ném bịch xuống đất, Gia Gia không cần bánh răng, chỉ cần bản vẽ gốc. Thiết Tâm Nguyên bị ngã đau, máu mũi hộc ra, đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm, dù được Tiểu Sảo Nhi đỡ lên vẫn đứng không vững, lau máu mũi nói. Bản vẽ phải không ngừng sửa đổi mới tạo ra công cụ tốt nhất, giống như bản vẽ thần tí nỏ cũng trải qua vô số lần sửa đổi mới thành thế này. Đại Hán gằn giọng, Gia Gia không tin đám nhãi danh các ngươi có cái bản lĩnh ấy, cho các ngươi một canh giờ, vẽ không ra, Gia Gia bẻ gãy cổ ngay. Hồ Ly đột nhiên chui ra, đứng ở cửa kêu nhưng không dám vào, nóng ruột đi đi lại lại. Tráng Hán không cần nhìn thuận tay ném chén trà ra, chén trà trúng đầu nó, nhìn Hồ Ly ngã xuống đất, Thiết Tâm Nguyên hét lên định chạy về phía Hồ Ly, lại lần nữa bị Đại Hán xác lên ném về phía bàn. Lần này đau hơn lần trước, xương cốt muốn rời ra, Thiết Tâm Nguyên vẫn gượng bò dậy, nhưng bị Tráng ấn vai xuống. Nó chưa chết, Gia Gia hạ bớt lực rồi, xem ra ngươi lo cho nó, vậy thì vẽ cho Gia Gia, nếu không Gia Gia lột ra nó. Thiết Tâm Nguyên mắt phun lửa nhìn Đại Hán, nhưng ngoài cầm bút vẽ tiếp thì không còn cách nào. Thời tiết khô nóng, mồ hôi trên người Thiết Tâm Nguyên từ cổ, từ tóc mai nhỏ xuống, chẳng mấy chốc khăn tay có thể vắt ra nước. Hồ Ly tỉnh lại, trốn trong đám trẻ con không ra, đầu vẫn còn chảy máu. Đại Hán có vẻ uể oải, đang nỗ lực lắc đầu giữ tỉnh táo, từ hôm qua tới giờ hắn chưa nghỉ ngơi lấy một khắc. Giờ bị không khí ngái ngủ buổi chiều thúc đẩy, sinh ra mệt mỏi, cầm lấy ấm nước thì đã uống hết từ bao giờ. Bực mình đứng dậy, liếc nhìn bản vẽ, hình dạng đại khái của một chiếc cung nỏ đã xuất hiện, hai tên tiểu tử đang thương lượng kích cỡ với nhau, vẽ rất chậm nhưng vẫn đang tiến hành. Một thằng bé như vậy có thể vẽ được bản vẽ phức tạp, đúng là nhân tài, chỉ tiếc đây là nước Tống, nếu ở Tây Bình Phủ, thế nào mình cũng giao cho tướng quân, nuôi như bảo bối. Tây Bình Phủ binh cường mã tráng, chỉ thần tí nỏ là kém, Lý Nguyên Hạo coi thần tí nỏ là vật cấm, trừ cầm sinh quân và thân binh tâm phúc của hắn ra thì các bộ quân khác không được trang bị. Nếu chẳng phải thứ này gây tổn hại với kỵ binh quá lớn, các tướng Tây Bình đã chẳng phải việc gì cũng nghe lời Lý Nguyên Hạo. Bất giác trước mắt Tế Phong Tư Mộng xuất hiện hạ lan sơn tuyết trắng phao phao, mặt trời treo trên đỉnh núi, bao phủ tuyết sơn bằng một lớp hoàng kim. Khi đó mình còn rất nhỏ theo A-ba nhìn thấy kim sơn, A-ba nói đó là thánh sơn của thần lang tộc. Chỉ có hán tử cường tráng nhất mới có thể leo lên tuyết sơn, dâng lên thần linh cống phẩm của mình. Cánh tay đau nhói, cúi đầu xuống phát hiện một con thần lang màu lông loang lổ đang cắn cổ tay mình. Tế Phong Tư Mộng, sợ khóc toáng lên, gọi A-ba tới cứu mình, nhưng nhìn thấy một con sói trắng khác đang ngậm đầu A-ba. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 57, ác quỷ giữa phố. Trung đường Triệu phủ liên tục vang lên đổ vỡ, căn phòng vốn sập sệ rung bần bật như có thể đổ ụp bất kỳ lúc nào.
Tiểu Sảo Nhi sau khi đưa đám đệ muội ra khỏi vòng nguy hiểm, lau mồ hôi chạy tới bên Thiết Tâm Nguyên, mặt chưa hết sợ hãi, tên này thật cổ quái, vừa rồi còn đập phá loạn xạ, sao bây giờ lại khóc? Nguyên ca nhi, hắn điên rồi à? Thiết Tâm Nguyên bế hồ ly vuốt ve an ủi, thúc giục Tiểu Sảo Nhi, mau đóng đinh lên tứ chi của hắn, ta lo tên này lát nữa sẽ bình thường trở lại thì chúng ta hết sống. Tế Phong Tư Mộng khóc một hồi, chợt thấy cơ thể lớn lên, mặc dù tứ chi bị ác lang cắn xé, nhưng sức lực đã quay về, hắn vùng vẫy, nhưng ánh mắt con sói như dây thừng làm hắn không nhúc nhích được. Tiểu Sảo Nhi dùng đinh sắt đóng vào tứ chi đại hán, dù thế hắn vẫn giãy giụa không ngừng, hoảng hốt nói, không được rồi, tên này khỏe quá, hắn sẽ thoát được mất, phải chặt tay chân hắn. Thiết Tâm Nguyên kiếm dìu, mím mũi chặt cổ tay đại hán, nhưng không đủ sức, chỉ chém tới xương, không đợi y kịp bổ phát thứ hai thì đại hán choàng mở mắt. Thiết Tâm Nguyên sợ hết hồn lùi lại, nhưng biết quyết cho kẻ này sống được, nếu không từ nay về sau đừng hòng sống yên ổn, lấy hết dũng khí cầm dìu nhắm trán hắn bố xuống. Tế Phong Tư Mộng vội nghiêng đầu sang bên, dìu liền chém trúng má, lưỡi dìu ăn sâu vào mắt, máu tươi mang thêm vật màu đen từ trong mắt phọt ra. Hắn thét lên đau đớn, cơ thể co giật như bị điện giật, hai tay vùng mạnh, không ngờ thoát khỏi đinh đóng trên người. A a a, loạng choạng đứng dậy, mặt vẫn còn dính cái dìu, toàn thân máu me như ma thần từ địa ngục mò lên. Hắn vừa thoát ra thì Thiết Tâm Nguyên bỏ dìu chạy, Tiểu Sảo Nhi định xông lên cũng bị kéo đi, mãnh thú bị thương là hung tàn nhất. Hai người cùng hồ ly chạy trối chết, xuyên qua hành lang, qua bụi cỏ, nhìn thấy một cái giếng, Thiết Tâm Nguyên ném ngay hồ ly xuống, sau đó cùng Tiểu Sảo Nhi nhảy theo. Đó là cái giếng khô, không sâu, hồ ly rơi xuống chui ngay vào cái hang nhỏ bên cạnh. Hai người xuống sau tuy ê ẩm người cũng vẫn lồm cồm bò theo hồ ly. Đến khi Tiểu Sảo Nhi đóng một cánh cửa gỗ lại, hai người mới dựa lưng vào nhau thở hồng hộc, nghe được cả tiếng tim đập của nhau. Đám Tiểu Phúc Nhi đã được cởi trói trốn trước rồi, lúc này thắp nến lên, mặt đứa nào cũng trắng bệch, có điều chỉ sợ quá thôi, không sao hết. Hắn còn chưa chết, biết thế phải đóng đinh vào đầu hắn mới đúng. Tiểu Sảo Nhi vẫn chưa hoàn hồn, Thiết Tâm Nguyên gật đầu, lần sau gặp chuyện tương tự rút kinh nghiệm. Cứ tưởng đóng đinh vào tay chân là có thể khiến hắn bất động, tra hỏi thông tin, ai ngờ hắn hung hãn như thế. Tiểu Sảo Nhi thì thào, ta biết tên này từ đâu tới. Thiết Tâm Nguyên ngớ người, ngươi biết à? Tiểu Sảo Nhi khẳng định, đương nhiên là biết, tráng hán như vậy ở Cam Lương đạo nhiều lắm, nhưng đa phần là chọc đầu hoặc để vài lọn tóc. Tên này để tóc dài làm ta nhất thời không nghĩ tới, khi bị hắn kẹp vào nách, người toàn mùi dế mới nhận ra là người Tây Hạ. Thiết Tâm Nguyên cưỡi lên người Tiểu Sảo Nhi đám túi bụi, đều tại tên khốn kiếp nhà ngươi làm giải quyết không sạch sẽ, rước ác nhân Tây Hạ tới, thế này về sau làm sao chúng ta sống yên được. Tiểu Sảo Nhi kệ Thiết Tâm Nguyên đánh, hai cánh tay nhỏ xíu kia thì có bao nhiêu sức lực, thời gian trước ăn mày ở Đông Kinh còn đánh nhau với những kẻ cao to hơn cả mình, sao trách ta được à? Thiết Tâm Nguyên đánh mệt không thèm để ý tới hắn, ghé tới gần cái ống nghe ngóng, tên đó vẫn đang nổi điên, thêm một hồi nữa là hắn chảy hết máu chết. Uy lực của nấm tán bay lần nữa thể hiện trên người Tế Phong Tư Mộng, cho dù cơ thể trọng thương, hắn vẫn đang ác chiến với đàn sói trong mơ. Xuất phát từ bản năng chiến sĩ, Tế Phong Tư Mộng lấy trường thương điên cuồng đập tan toàn bộ chướng ngại vật, chạy khỏi phế viên, đào thoát khỏi sự khống chế của Lang Vương. Đứng giữa thanh thiên bạch nhật, nhìn đàn sói đông như biển trước mắt, Tế Phong Tư Mộng thậm chí không kịp nhổ cái dìu trên mặt. Dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào đàn sói, hắn không biết mình có thể thoát khỏi trùng vây không, chỉ biết lúc này không xung phong, mình không còn can đảm nữa. May mà không có Lang Vương, đàn sói liên tục ngã rạp, một con đường máu xuất hiện trước mặt Tế Phong Tư Mộng. Triệu Phượng hai chân run lấy bảy miễn cưỡng giơ trường đao, nhìn đại hán từ bên kia đánh tới, gần như đã tuyệt vọng. Vừa nhìn đại hán này một cái, hắn đoán ra đây hẳn là hung thủ giết Hoa Tỷ Nhi rồi, chỉ là kẻ này đã bị điên, chém giết bừa bãi giữa đường. Bách tính chạy rất nhanh, người sống ở quanh khu vực Tây Thủy Môn đã quá quen với cảnh bang phái đánh nhau rồi, nên tính cảnh giác rất cao. Nhất là nhìn thấy một người đầu bị chém tay cầm thương là lao hết vào nhà đóng cửa, hiệu quả nhanh hơn cả chống dọn đường. Binh sĩ tuần tra thì tất nhiên không thể trốn, bọn họ la hét yêu cầu đại hán bị thương buông tay chịu trói. Đáng tiếc người kia không sợ bọn họ, trường thương như dao long khơi lên một trận mưa máu. Viên đội chính vừa rồi còn quát tháo cổ đã thủng một lỗ lớn, hai tay cổ sức ôm cổ, máu tươi vẫn tuôn ống cộc qua kẽ ngón tay.
bán mã tác. Triệu Phượng hô lớn, bốn bộ khoái cầm thừng ném tới, khi vắt qua chân Hán Tử, bọn họ nhanh chóng di chuyển đan xen nhau, cùng lúc đó hai bộ khoái mở rộng lưới từ nóc nhà nhảy xuống, chùm lấy đại Hán. Đây là phương thức bắt hung phạm của bộ khoái, chiêu này gần như đánh đâu thắng đó, nhất là trên lưới đầy móc câu, một khi dính lên người là rất khó thoát được. Triệu Phượng không ngờ rằng trường thương trong tay đại Hán bay ra, tới khi bị đâm xuyên lồng ngực kéo về phía trước mới hối hận vì hành vi lỗ mãng của mình. Cái lưới quấn chặt lấy xác Triệu Phượng, cuối cùng ngã xuống đất, giống như cái túi thủng chứa đầy nước, máu tươi chảy thành vũng lớn. Tế Phong Tư Mộng hai tay giật mạnh, kéo hai bộ khoái dùng thừng trói mình tới, như chớp rút rìu cắm trên mặt. Bỗ Giữa Thiên Linh cái một bộ khoái, lại dùng tay không bóp mặt người còn lại, hai ngón tay bấm sâu vào mắt. Lúc này Tế Phong Tư Mộng cực khát, vươn tay bẻ cổ con sói mình vừa bắt được, uống máu nó. Quỷ đấy! Số bộ khoái còn lại hét hãi hùng, tích tắc phân xón ra quần chạy không còn thấy tung tích đâu nữa. Cùng lúc ấy Bách Tính nhìn trộm sau cánh cửa cũng rụt đầu vào, ôm lấy Thê Nhi chui vào chăn run lẩy bẩy. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 58, Chân Vũ Tướng Quân Uy Vũ 1. Thành Đông Kinh hưởng Thái Bình trăm năm chưa bao giờ thấy ác tặc như thế, chẳng những giết người giữa đường còn uống máu người, làm Bách Kính kinh hồn táng đờm. Uống no rồi Tế Phong Tư Mộng thấy đầu đau muốn nứt toạc ra, mắt trái càng đau không chịu nổi, cổ chân cổ tay đã tê liệt, muốn cử động một chút cũng không thể. Mắt phải dần trở nên rõ ràng, tuyết sơn hoang vu biến thành đường phố phồn hoa, tiếng bước chân của quân tốt mặc trọng giáp từ phương xa truyền tới, rầm rập, rầm rập. Hắn lập tức hiểu mình bị ám toán, hơn nữa rất có thể còn bị một đứa trẻ con ám toán, lúc này điều hắn muốn làm nhất là chém chết tươi thằng nhãi danh đó. Vì thế hắn miễn cưỡng đứng lên, loạng choạng bước vào phế viên. Tiểu Phúc Nhi, Tiểu Linh Nhi, Tiểu Hỏa Nhi tất nhiên là phải đi học, chỉ là vấn đề hộ tịch không giải quyết. Tương lai không thể vào huyện học, không vào được thư viện chính quy càng không thể vào những nơi như Quốc Tử Giám, dù có tiền cũng vô ích. Tiểu Sảo Nhi, gãi đầu, Thiết Tâm Nguyên cười, chuyện nhỏ, các ngươi quên bên cạnh chúng ta còn có một vị Chân Vũ tướng quân sao. Tiểu Sảo Nhi nhìn hồ ly đầu quấn vải đang hưởng thụ xoa bóp, bật cười, bà nó chứ, con này đúng là có bộ dạng của Chân Vũ tướng quân đấy. Thiết Tâm Nguyên biết hồ ly quen với cung cách đại gia rồi, trong cung không biết bao nhiêu người muốn lấy lòng nó, đây là chuyện chân thật được viết vào trong quan điệp. Nghe nói Dương Văn Quảng của Dương gia còn có 30 nhà bộ khúc, hồ ly nhà ta vì sao không thể có 10 đứa bé làm bộ khúc? Nói thế nghĩa là sau này chúng ta phải nộp thuế cho hồ ly. Hồ ly à, một năm ta nộp một miếng thịt làm thuế được không? Ha ha ha. Tiểu Sảo Nhi nói ra cũng tự thấy buồn cười, ôm bụng cười lăn cười bò, suỵt, nhỏ giọng. Thiết Tâm Nguyên nhíu mày ra hiệu, nghiêng tai nghe, bên ngoài có tiếng người gầm gừ, bụi đất trong hầm cũng rơi lả tả. Không biết tên kia đang làm trò điên rồ gì ở bên ngoài, hắn đi rồi cơ mà, sao còn quay lại? Tiểu Sảo Nhi run run hỏi, Thiết Tâm Nguyên cố chấn định an ủi, hắn không sống nổi đâu, nếu thoát được thì đã chạy rồi, quay lại ắt là vì không có chỗ chạy, muốn giết chúng ta báo thù. Kệ hắn, hoạt động càng kịch liệt thì chết càng nhanh thôi. Tế Phong Tư Mộng xô đổ một tòa đình cuối cùng cũng ngã xuống, ngực như có lửa, mắt tối sầm, đó là triệu chứng thiếu máu. Cho dù không đứng lên được, sự kiêu ngạo của chiến sĩ khiến hắn nỗ lực ngẩng đầu, dùng con mắt độc nhất nhìn Tống tướng trước mặt. Nếu không phải Gia Gia bị chúng ám toán, ngươi không địch nổi ba hiệp, tướng quân nước Tống các ngươi chết dưới tay ta không ít. Báo danh đi, đại hạ Tây Bình phủ quân đô Ngu Hầu Tế Phong Tư Mộng ở đây. Tướng quân trên ngựa kéo mặt nạ bảo hộ xuống, đại tống Tây Thủy môn tặc phối quân Dương Hoài Ngọc ở đây, Tây tặc chết đi. Nghe nói kẻ địch là Tây tặc, Dương Hoài Ngọc đâu còn nhịn được, chỉ cần bắt sống. Hắn là mình lập công lớn, khôi phục nguyên chức là chuyện nhỏ, nói không chừng còn tiến thêm một bậc. Chiến mã vọt tới, mã sóc đâm về phía vai trái Tế Phong Tư Mộng, hắn không định giết chết gian tặc, bắt sống hữu dụng hơn nhiều. Tế Phong Tư Mộng một tay cầm thương gạt mã sóc, chống thương mượn lực đựng dậy, thiết thương xoay trên không một vòng chém xuống. Choang một tiếng trúng mã sóc, Tế Phong Tư Mộng lùi hai bước ngã xuống đất, Dương Hoài Ngọc cười gằn, lại lần nữa đâm mã sóc ra, vừa rồi binh khí va chạm đã cảm nhận được đối thủ là nỏ hết đà.
Khi Dương Hoài Ngọc đắc ý vì chiến thắng đã nằm trong tay thì Thiết Tâm Nguyên bám vào miệng giếng quan chiến chửi rủa không ngớt. Tên ngu xuẩn Dương Hoài Ngọc cưỡi ngựa mà còn đấu với người ta lâu như thế không phân thắng bại, nếu tên này không bị thương thì hắn đã thành xác chết lâu rồi. Rõ ràng chỉ cần một đám giáp sĩ xông lên là xong, vậy mà muốn khoe khoang võ công của mình, không nhận ra Tây Tặc càng ngày càng tiếp cận hắn. Phía kia có một cái bẫy chưa bị hủy. Tiểu Sảo Nhi ở bên thì thầm, đợi Dương Hoài Ngọc gặp xui xẻo đã, tên hoàn khố này không được tích sự gì, nếu cha hắn ở đây thì xong việc rồi. Quả nhiên Dương Hoài Ngọc cho rằng mình đã khống chế cục diện, muốn thể hiện uy phong nên mấy lần bỏ qua không dùng sát chiêu. Tế Phong Tư Mộng đoán được tâm tư đối thủ, lộ ra sơ hở, Dương Hoài Ngọc mừng rỡ, không chút do dự đâm xuyên vai hắn. Tế Phong Tư Mộng nhịn đau, không lui mà tiến, đá một phát vào bụng chiến mã, Dương Hoài Ngọc bị hành động khác thường ấy làm kinh sợ, chỉ biết nắm chặt đuôi mã sóc, không để Tây Tặc đoạt mất. Chiến mã hí đau đớn ngã rầm xuống, chân của Dương Hoài Ngọc bị chiến mã đè lên, bất chi bất giác buông tay. Ha ha ha, tiểu tử vô tri cũng dám đấu với Gia Gia. Tế Phong Tư Mộng định rút mã sóc trên người ra giết Dương Hoài Ngọc, hắn biết mình phạm tội tày đình, có bắt con tin cũng không thoát được. Đúng, lúc này một tấm ván gỗ to bằng bắp chân từ tán liễu rậm rạp bên cạnh bất ra, đập trúng ngực Tế Phong Tư Mộng, làm hắn tức thì miệng phun máu. Còn có cả cục máu đen, xem ra bị đập vỡ nội tạng, nếu không có mã sóc của Dương Hoài Ngọc chống đỡ, hắn đã ngã xuống đất. Biết chắc Tây Tặc không còn sức hoàn thủ nữa, Thiết Tâm Nguyên bế hồ ly từ miệng giếng chui lên, cùng với Tiểu Sảo Nhi sớm nấp trên cây tới gần xem Tế Phong Tư Mộng. Giỏi lắm! Tế Phong Tư Mộng miễn cưỡng nói ra hai chữ đó rồi ngã ngửa xuống bụi cỏ. Sảo Nhi, cắt đầu hắn mang tới Khai Phong phủ lĩnh thưởng. Thiết Tâm Nguyên dục, dừng tay, tên Tây Tặc này do ta chém chết. Dương Hoài Ngọc thấy Tiểu Sảo Nhi rút rìu ra vội vàng ngăn cản, Thiết Tâm Nguyên nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Đây đúng là một tên bạc bẽo, nếu vừa rồi không phải Tiểu Sảo Nhi ra tay thì hắn bị người ta giết rồi, giờ còn mặt dày tranh công. Dương Hoài Ngọc nói ra câu kia cũng hổ thẹn vô cùng, lời đã nói chẳng thể thu lại, cắn răng nói tiếp, đấy là quân công, đám nhãi con các ngươi không nhận được đâu. Thiết Tâm Nguyên bế hồ ly lên, chỉ cái đầu băng bó, ai nói thế? Trần Vũ tướng quân cùng ác tặc kịch chiến bị thương, cuối cùng đại chiến 300 hiệp chém ác tặc dưới ngựa. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 59, Trần Vũ tướng quân uy vũ. 2. Triệu Trinh đặt đũa xuống, nhìn hồ ly đang ăn con gà béo trong đĩa vàng, càng nhìn càng thấy thích, hoan hỉ nói, ái khách vất vả rồi, chém mãnh tướng Tây Tặc giữa trận, vất vả công cao, ăn thêm vào. Hồ ly rất hài lòng với con gà béo hôm nay, ngoạm một phát vào phao câu, chỉ nhai vài cái, mỡ chảy ròng ròng từ miệng. Vương Tiệm đi tới khom người, bệ hạ, Khai Phong phủ cùng Tả Hưu Xương thụ sự phán quan, cùng hai huyện lệnh Khai Phong, Tường phủ thỉnh tội. Triệu Trinh quay đầu sang, mặt dần chuyển sang âm trầm, nói với Trương Mịch, trẫm đang mở tiệc mời công thần, bảo bọn họ đợi, nhân tiện hỏi hộ trẫm, Đô Ngu Hầu Tây Tặc đã đánh tới gần hoàng thành rồi, khi nào Lý Nguyên Hạo tới lấy đầu trẫm. Vương Tiệm toàn thân run lên, không dám nói thêm câu nào, đi lùi khỏi điện. Lúc này trong điện đại khánh tiếng sáo nhạc không ngớt bên tai, Triệu Trinh uống một ngụm rượu, nhìn thấy hồ ly ăn thống khoái, hắn bỏ chén rượu cầm bát gạo trân châu, ăn ngon lành. Hiệu suất xử lý sự kiện đột phát này của quan phủ khiến Triệu Trinh vô cùng bất mãn. Trận đại bại Hảo Thủy Xuyên cũng đành đi, hay dở gì cũng là vùng biên thủy, nhưng sự trỗi dậy của Lý Nguyên Hạo khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên. Nhiều lần vây tiễu không những không diệt được mầm họa, còn khiến Tây Tặc lớn mạnh. Phạm Trọng Yêm dâng lên tấu chương Tây Bắc, tuy nói rất có lý, nhưng không có tính thao tác thực tế, cho tới nay Đại Tống vẫn còn liếm láp vết thương do trận chiến Hảo Thủy Xuyên tạo thành. Chẳng những Duyên Châu bị Tây Tặc bao vây, Tần Châu ở Tây Bắc cũng không yên ổn. Mỗi ngày công văn trên bàn của Triệu Trinh, tấu báo từ biên thủy Tây Bắc luôn ở trên cùng, nếu ngày nào không thấy tấu báo, hắn không yên tâm. Tư chính điện đại học sĩ Trương Mịch chắp tay đứng ngoài điện đại khách, bộ dạng như đang thiền định. Hoàng đế chiêu đãi một con hồ ly ăn uống, nhưng lại bắt đám phủ quan bọn họ đứng ngoài cửa, đây là sự sỉ nhục. Nếu như trong thành không xuất hiện một chuyện nghiêm trọng như vậy, Trương Mịch thế nào cũng tóm lấy chuyện hoàng đế trọng thú khinh người này để đòi một câu trả lời.
Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay làm toàn bộ quan viên Khai Phong phủ mất hết thể diện. Tạm chưa nói Tây Tặc giết bách tính vô tội, riêng quân sĩ Tuần Thành chết hơn 10 người, thêm bộ đầu Triệu Phượng và 7 bộ khoái. Ngay cả Dương Hoài Ngọc xuất thân từ thế gia tướng môn mà không phải là đối thủ của mãnh tướng Tây Tặc, nếu như không có mấy đứa bé ra tay, Dương Hoài Ngọc khó thoát khỏi vận mệnh, bị hút máu. Khi giáp sĩ bao vây Phế Viên, khung cảnh làm người Đông Kinh nhìn thấy khó quên, mấy đứa trẻ con vây quanh một cái xác chết cười đùa. Đứa lớn nhất còn cầm một cái đầu lâu hung tợn, thấy đại quân liền ném đầu lâu tới trước mặt chư tướng, không ngờ giáp sĩ liên tục lùi lại. Cảnh này vừa vặn bị hoạn quan Vương Tiệm ở trong cung ra thấy hết. Trương Mịch đột nhiên mở mắt, hoàng đế tới giờ vẫn chưa chịu gặp mình, chứng tỏ đã có nhân tuyển chi phủ Khai Phong mới. Vương Tiệm đi tới bên cạnh Trương Mịch, cất cái giọng the thé lạnh tanh, bệ hạ hỏi Trương Mịch, Tây Tặc Đô Ngu Hầu đã đánh tới gần Hoàng Thành, Lý Nguyên Hạo khi nào đến lấy đầu trẫm? Trương Mịch nghe vậy không làm sao giữ được vẻ cao nhân gió thoảng mây bay nữa, quỳ sụp xuống khấu đầu như dã tỏi, thần Trương Mịch biết tội, xin đầy ra quân châu biên viễn, vì bệ hạ thủ biên cương chuộc tội. Biết rồi, Vương Tiệm vắt phất trần lên tay áo quay về điện, hồ ly theo lệ ăn no bụng là rời hoàng cung, hôm nay cũng thế, vác theo cái bụng căng tròn chạy khỏi điện đại khánh, chẳng thèm quay đầu. Triệu Trinh chỉ mỉm cười, thấy Vương Tiệm quay về, hỏi, sao rồi? Trương Mịch không ngại tuổi cao, tự xin đi giữ biên cương cho bệ hạ. Biên cương thiếu một lính già như ông ta sao? Vương Tiệm không biết nói gì. Trái ngược với Trần Vũ tướng quân, Thiết Tâm Nguyên đang vô cùng khó sống. Vương Nhu Hoa cuồng nộ lần đầu tiên tụt quần nhi tử, dùng ván trúc đánh cho một trận nhớ đời. Đánh xong chưa hết sợ ôm lấy nhi tử khóc nức nở suốt tối làm Thiết Tâm Nguyên đau lòng hơn đau đít. Sau đó nàng quyết định sau này kệ cửa hiệu, ở nhà trông con. Ngay cả hồ ly vừa mới được hoàng đế ban thưởng cũng không thoát khỏi ma chảo của nàng. Nó ngửi thấy mùi nguy hiểm, vừa mới chạy tới ngoáy đuôi chớp mắt làm nũng liền bị đá một phát dính vào tường mãi không đứng lên được. Sau đó Thiết Tâm Nguyên bị mẹ cấm túc, trừ nhà, học đường và cửa hiệu thì không được phép đi đâu. Quách tiên sinh biết được Nguyên ủy cũng vô cùng tán đồng hành vi của nàng, phái tiểu tử của nhà Trương Đại Hộ mang bài tập tới cho Thiết Tâm Nguyên. Còn bảo với Vương Nhu Hoa, Thiết Tâm Nguyên tính cách tùy tiện khó thuần, tới lúc phải giáo huấn rồi. Mông bị đánh be bét, thế là Thiết Tâm Nguyên chỉ đành nằm úp sấp trên mái nhà nhìn thế giới náo nhiệt bên ngoài. Mẹ sợ thật rồi, từ ngày hôm đó rất ít khi ở hiệu bánh, mời một vị trưởng quầy tới quản lý, chỉ trừ lúc nấu thịt là nàng đích thân làm. Thời gian còn lại trông coi nhi tử, không cho y cơ hội chạy linh tinh, đặc biệt đám tiểu lưu manh nhờ chặt đầu gian tặc mà nổi tiếng càng bị cấm chỉ qua lại. Trong mắt nàng, nhi tử từ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, đi theo đám tiểu lưu manh đó nên mới hư người. Mây trắng lờ lững trôi qua bầu trời, rồi vô số chim chóc kéo đàn kéo lũ bay qua, làm y nhớ con vịt mình nuôi bay đi không về nữa, bị mẹ trêu thời gian dài. Đếm mây, đếm chim, đếm cả lá rụng rồi buồn chán đếm luôn ngón tay. Bỗng nhiên đâu ra một xào trúc dài buộc một khăn lụa trắng lén lút đưa qua đầu y, cuối cùng tới cây lê trong sân Thiết gia. Đầu xào trúc được uốn cong, chỉ xoay một cái là quả lê to rơi ngay vào khăn lụa, sau đó nhanh chóng rụt về. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 60, Những kẻ suối quẩy. Thiết Tâm Nguyên nghe thấy tiếng tiểu cô nương cười rúc rích nhưng lờ đi, nhưng khi trong tiếng cười xen tiếng tên ngốc, đần độn thì không nhịn nổi nữa, nổi sung ngồi dậy, nếu ta không phải kẻ ngốc thì các ngươi làm gì có cơ hội trộm lê. Lúc này cái xào vừa vặn đưa qua đầu Thiết Tâm Nguyên, người trộm lê không ngờ y còn thức, giận mình đánh rơi cán trúc, quả lê lớn đập trúng mũi Thiết Tâm Nguyên, làm y ôm mặt kêu quang quác. Đầy một bụng lửa giận thu hồi xào trúc, ngẩng đầu lên nhìn thấy thị vệ mặt mày cổ quái, nhìn theo, ánh mắt họ, ở khe nấp tường thành lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đeo khăn che, còn cả hai nắm tóc tròn tròn. Thấy thị vệ lắc đầu với mình, Thiết Tâm Nguyên biết vụ tay bay vạ gió này mình phải chịu rồi, ném xào sang bên. Lấy quả lê ngoạm một miếng rõ to chút giận, lê năm nay cuối cùng đã trưởng thành, chua ngọt ngon miệng, không như quả năm ngoái toàn chát với bã. Một tiểu nữ hài có cái mặt tròn tròn, đôi mắt to đen láy linh động, mặc áo yếm màu xanh thò đầu ra hung dữ quát, tên ngốc, trả cây xào cho bọn ta. Thấy nhiều tiểu cung nữ rồi, Thiết Tâm Nguyên lờ đi, nằm lại, đá hồ ly sang bên, con này đang thay lông, đi tới chỗ nào cũng bỏ lại cả mảng,
tởm chết đi được. Á à, giỏi nhé, ngươi dám đá Trấn Vũ tướng quân, đó là tội phạm thượng. Tiểu cung nữ thét lại, hồ ly ở trong cung vô cùng được sủng ái, ai gặp cũng phải khách khí. Dù tới chỗ hoàng hậu cũng kiếm được bát sữa trâu để uống, thế mà tên ngốc này dám đá nó, ai đá, là nó muốn ta đá, ngươi xem, nó cười vui chưa. Thiết Tâm Nguyên nói rồi nhấc hồ ly lên, kéo mồm nó xuống thành mặt cười nham nhở. Á, ngươi dám đối xử với Ngân Tử đại tướng quân như thế. Một tiểu cô nương khác đội mũ trùm không nhịn được đứng lên, chỉ mặt Thiết Tâm Nguyên hét, Ngân Tử đại tướng quân, ồ, cái tên được lắm, có Ngân Tử thì tất nhiên đánh đâu thắng đó, ngươi nói có đúng không? Thiết Tâm Nguyên lắc hồ ly, dùng mũi chạm vào chóp mũi đen xì của nó, hồ ly tưởng Thiết Tâm Nguyên chơi đùa với mình. Lúc lắc cái đầu đứng dậy, khoan khoái dẫm lên bụng y mấy cái, sau đó nhảy xuống đất, đợi Thiết Tâm Nguyên đuổi. Hai tiểu cô nương càng bất mãn, lớn tiếng chỉ trích y phạm thượng, còn lường thị vệ nãy giờ giả mù giả điếc, bọn họ giơ hai tay lên, không muốn can dự vào ân oán trẻ con này. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết chửi vô lại, không thì người xấu, chửi bới như thế với Thiết Tâm Nguyên khác nào nước đổ đầu vịt, thi thoảng buồn, chán phản kích một câu đủ khiến hai tiểu cô nương thẹn đỏ mặt, dậm chân chỉ tích y là ác nhân vô lại. Thiết Tâm Nguyên không dám chửi quá, trời mới biết lai lịch người ta thế nào, chẳng may người ta là công chúa, nếu thế thành ra mình chửi tổ tông 18 đời Triệu Trinh à. Lúc đó bị chặt đầu là nhẹ, chửi một kẻ mặt trơ chán bóng tất nhiên chỉ tổ khô cổ rát họng cùng chuốc bực vào thân, hai tiểu cô nương bực tức dậm chân bỏ đi, còn dọa sẽ cho y biết tay. Thế là thiên hạ lại thái bình, chỉ là có chút buồn tẻ. Mẹ về nhà kiểm tra, kể Dương Hoài Ngọc thời gian qua suốt ngày say khướt, nằm trên đường nói năng linh tinh, Thiết Tâm Nguyên nắm cơ hội xin đi thăm, bị mẹ nghiêm khắc từ chối. Nói ra cũng buồn cười, Dương Hoài Ngọc chẳng phải vì thua Tế Phong Tư Mộng trọng thương mà đau lòng, hắn đau lòng vì bị người ta thối hôn. Tên này năm nay đã 23-24 tuổi, nghe nói vì đợi trọng tôn nữ Tô Mi của Tô Dịch Giản trưởng thành, hắn mới chỉ hoãn hôn sự. Không ngờ rằng đợi 8 năm, Tô Mi từ tiểu cô nương non nớt trở thành đại mỹ nhân khuynh thành không muốn gả cho hắn nữa. Dương gia tất nhiên là thế gia tướng môn, nhưng Dương gia lão lệnh công là hàng thần, còn Tô Dịch Giản lại là trạng nguyên lang thời Thái Tông. Còn làm tới tham tri chính sự, mặc dù người này thích uống rượu cuối cùng uống tới chết luôn, nhưng môn phong thanh quý của Tô gia không chút nào thay đổi. Thế nên hôn sự này Dương gia có chút trèo cao, cũng là nguyên nhân chủ yếu Dương Hoài Ngọc chịu đợi Tô Mi tới 8 năm. Theo lý mà nói con cái của người nát rượu chẳng thông minh nổi, giống như Lý Thái Bạch, thi tử phong lưu cả đời, cuối cùng sinh ra hai đứa nhi tử si ngốc. Nhưng Tô gia thì khác, người ta sinh ba nhi tử bốn khuê nữ, ba nhi tử đều đỗ tiến sĩ nhậm chức ở Đông Kinh. Nhi tử Tô Thuấn Khâm của Tô gia lão đại càng giỏi giang, hai năm trước vừa đỗ tiến sĩ, nay đang làm huyện lệnh. Lọt vào mắt pháp chính quan Đỗ Diễn, gả khuê nữ cho, quyền quý Đông Kinh không ai không đánh giá tương lai hắn cao thêm một phần. Dương Hoài Ngọc mấy năm qua rất xui xẻo, có thể nói vận xui của hắn bắt đầu từ khi gặp Thiết Tâm Nguyên, sau khi bị đẩy đi làm tặc phối quân, thường xuyên lên cơn vô cớ, hết nhục mạ thượng quan. Lại ẩu đả đồng liêu như cơm bữa, đặc biệt nhất là một lần không ngờ xông vào Thanh Lâu, đấm đá đánh đuổi những phiêu khách khác, một mình ở lại độc chiếm Thanh Lâu, hôm sau được gia nhân khiêng về. Có thể nói danh tiếng của hắn càng lúc càng nát. Lần này đánh không lại Tế Phong Tư Mộng còn bị một con hồ ly dùng làm đá lót được, trở thành trò hề trong giới huân quý, thế là Tô gia không muốn gả khuê nữ xinh đẹp cho hắn nữa. Thiết Tâm Nguyên tự nhận mình có lỗi không lớn lắm ở chuyện này, tuy thường ngày y thích cho thêm ít bột nấm vào bát bánh canh của Dương Hoài Ngọc, nhưng làm thế chỉ vì đảm bảo bánh canh nhà mình vừa miệng quý nhân thôi mà, lần nào hắn chẳng ăn ngon lành, khiến cho hôm nào không cho bột nấm là lại trách mẹ mình làm kém đi. Nhờ thí nghiệm với Dương Hoài Ngọc, Thiết Tâm Nguyên nắm bắt được chính xác liều lượng vận dụng, bao nhiêu có thể khiến người ta bay bổng cõi thần tiên, bao nhiêu có thể khiến người ta sinh ảo giác, bao nhiêu có thể khiến người ta bạo nộ, thậm chí y phát hiện, ngoại trừ ảo giác và nóng nảy, thứ nấm thần kỳ này còn khiến người ta phấn khích. Từ năm 1 tuổi Thiết Tâm Nguyên đã luôn mang bột nấm này trên người để phòng thân. Liều lượng dùng cho Tế Phong Tư Mộng thực ra có thể khiến người ta chảy máu mắt, nhưng tên này vẫn có thể làm loạn Đông Kinh. Thiết Tâm Nguyên tin rằng Tế Phong Tư Mộng không hề có ý khoe khoang vũ lực của võ sĩ Tây Hạ, nhưng bột phấn giúp hắn đạt mục đích. Thế nên sự cuồng bạo và uy mãnh của võ sĩ Tây Hạ đã để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng người Đông Kinh.
Các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.